Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giảm phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải. Cảng hàng không Thọ Xuân tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh an toàn các chuyến bay. Ngày 10 tháng 8, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 74/2020 về mức thu nộp phí sử dụng đường bộ. Thông tư này được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách chỉ nộp phí sử dụng đường bộ bằng 70% mức thu quy định hiện hành. Xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp mức 90% quy định hiện hành. Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại thông tư số 293/2016 cho khoảng thời gian có hiệu lực của thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại thông tư số 293/2016 vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội thông báo bổ sung một số quy định về đổi, trả vé tàu trong thời gian phải tạm dừng chạy do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đối với các đoàn tàu đã tạm dừng chạy, hành khách được miễn phí đổi trả vé tàu. Thời gian đổi trả vé trước giờ tàu chạy, đối với vé khứ hồi có một chiều vẫn tổ chức chạy tàu, hành khách được miễn phí đổi trả vé cả hai chiều. Thời gian đổi trả vé đối với chiều tàu dừng chạy, hành khách trả vé trước giờ tàu chạy. Đối với chiều vẫn tổ chức chạy tàu, hành khách không đi tàu thì trả vé theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để bảo đảm an ninh hàng không và an toàn cho hành khách, cảng hàng không Thọ Xuân đã đặt cấp độ kiểm soát dịch ở mức cao hơn. Những ngày vừa qua, tại cảng hàng không Thọ Xuân, các lực lượng công an, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên đã huy động tối đa người, phương tiện để thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19 một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Mặc dù trong vài ngày trở lại đây, số lượng hành khách qua cảng có giảm do người dân hạn chế đi lại, nhưng công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch tăng lên. Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cảng hàng không Thọ Xuân đã phối hợp làm tốt công tác kiểm soát dịch. Tại các khu vực tiếp nhận thủ tục bay, hành khách thực hiện việc khai báo y tế bằng hai hình thức, khai báo bằng văn bản và qua hệ thống máy tính, điện thoại thông minh, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch. Hiện tại ở sân bay thì tôi thấy là các nhân viên ở đây thì đã hướng dẫn là chúng tôi như là khai báo y tế nè, rồi hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Và nhân viên ở đây thì hướng dẫn rất là tận tình trong cái mùa dịch như vậy thì hành khách, những người như chúng tôi thì rất là yên tâm và hài lòng. Tại cửa ra vào của cảng hàng không, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã bố trí một máy đo thân nhiệt camera hồng ngoại phối hợp để đo thân nhiệt toàn bộ khách hàng khi qua cảng. Đồng thời, cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn để kiểm tra kiểm soát và có biện pháp cách ly. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng thành lập tổ giám sát gồm lực lượng công an, y tế, cảng hàng không Thọ Xuân, ra soát, lập danh sách tất cả các hành khách qua cảng hàng không để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong tỉnh biết để tổ chức giám sát, cách ly theo quy định. Cảng tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác thực hiện để cái phòng chống dịch COVID được nghiêm túc và theo đúng quy định. Cảng cũng tăng cường thêm cái việc mà phối hợp với các đơn vị liên quan, các hãng không, mà rồi bên Trung tâm Kiểm dịch Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm sao mà đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối trong cái công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Cho đến thời điểm hiện tại, với các biện pháp triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt, cảng hàng không Thọ Xuân đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho hành khách đi máy bay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.